Chiều ngày 15 tháng 10, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh tay trần miệng. Đây là trường hợp tử vong thứ hai của tỉnh kể từ đầu năm đến nay. Trường hợp là bệnh nhi nam sinh năm 2019 ở huyện Đất Đỏ. Sáng ngày 7 tháng 10, người nhà đưa bệnh nhi đến Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ trong tình trạng sốt 39 độ, nôn ói, da nổi bông, toàn thân chi lạnh, nhịp thở 22 lần trên một phút, SPO2 96%. Trước khi vào viện, bé còn lên cơn co giật bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốt cao co giật theo dõi nhiễm trùng tiêu hóa và thực hiện các phương pháp điều trị ban đầu không bao lâu bệnh nhi lên cơn co giật lần hai gồng cứng toàn thân tăng tết đờm khó khè phổi âm thô và được chuyển lên bệnh viện Bà Rịa Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán sốc giảm thể tích, nhiễm trùng tiêu hóa, theo dõi viêm não và tai chân miệng mức độ 4. Bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, kháng sinh, chống sốc và vận mạch nhưng tình trạng bệnh vẫn nặng. Khoảng 13 giờ cùng ngày, bệnh nhân tiếp tục chuyển tuyến lên bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ bệnh viện chẩn đoán bệnh nhi ngưng tim, ngừng thở trước khi nhập viện, viêm não cấp, sốc thần kinh, tổn thương đa cơ quan như gan, thận, tim, thần kinh. Người nhà xin đưa bệnh nhân về vào lúc 21 giờ 30 cùng ngày và tử vong sau đó. Kết quả xét nghiệm của viện Pasteur Hồ Chí Minh cho thấy Bệnh nhân bị tay chân miệng do chủng enterovirus Theo CDC tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 10 toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.730 ca mắc tay chân miệng, 298 ổ dịch trong đó có 2 ca tử vong cùng với ca bệnh này, trước đó hồi tháng 7, tỉnh cũng có một bệnh nhi nam sinh năm 2021 ở thị xã Phú Mỹ tử vong do tay chân miệng. Trước tình hình phức tạp của tay chân miệng, CDC tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh như rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy, ăn chín uống sôi, thường xuyên vệ sinh nơi ở, dụng cụ thường dùng bằng chất tẩy thông thường, không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ bệnh, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Ngành y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận định số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng từ tháng 6 đến nay. Đáng lo ngại, sự lưu hành của chủng virus EV71 gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động và phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, sớm phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh, lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh, củng cố các đội chống dịch cơ động nhằm kịp thời điều tra, xác minh, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết. Sở Y tế tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân khám bệnh, thu dung, cấp cứu điều trị bệnh nhân, đặc biệt lưu ý những ca bệnh nặng nhằm hạn chế thấp nhất tử vong, thực hiện tốt phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và phòng chống dịch bệnh trong các tình huống. Theo các bác sĩ, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Đến nay bệnh vẫn chưa có vaccine dự phòng. Bệnh tay chân miệng thường bắt đầu với triệu chứng sốt, kém ăn, khó chịu và đau họng. Từ 1 đến 2 ngày sau khi bị sốt, các nốt mụn lở xuất hiện trong miệng gây đau rát, bắt đầu là những nốt phồng rộp màu đỏ và thường phát triển thành các vết loét, các vết loét này chủ yếu ở trên lưỡi, lợi và bên trong má. Phát ban không ngứa xuất hiện trong 1 đến 2 ngày với các tổn thương màu đỏ phẳng hoặc gồ lên một số kèm theo bọng nước, phát ban thường tập trung nhiều trong lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân cũng có thể xuất hiện ở mông hoặc các cơ quan sinh dục. Bệnh nhi cũng có thể không có triệu chứng điển hình hoặc có thể chỉ bị phát ban hoặc loét miệng. Một số dấu hiệu cảnh báo bệnh tay chân miệng trở nặng cha mẹ cần lưu ý: sốt cao không đáp ứng với điều trị, trẻ sốt trên 38,5 độ C kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng với thuốc hạ sốt. Giật mình, đây là dấu hiệu của tình trạng nhiễm độc thần kinh, cha mẹ chú ý quan sát xem tần suất giật mình có tăng theo thời gian hay không. Quấy khóc dai dẳng kéo dài, trẻ có thể quấy khóc nhiều, quấy khóc cả đêm không ngủ, trẻ cứ ngủ khoảng 15-20 phút lại dậy quấy khóc, khoảng 15-20 phút rồi lại ngủ tiếp. Một số dấu hiệu khác như khó thở, nôn nhiều, nôn khan, khó nuốt, yếu chân tay, đi loạn trạng. Bên cạnh đó, phụ huynh cần lưu ý theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu trở nặng của bệnh để đưa trẻ đến cơ sở điều trị sớm, tránh xảy ra những biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng.